Để anh share màn hình với các bạn Anh không ghi âm buổi hôm nay ạ? À? anh có vẫn đang ghi đấy, em nhìn thấy phần ghi âm Có ạ. đây đang ghi âm cho mọi người rồi. Phần thứ hai các bạn học sẽ là phần phần chia theo thứ ba là phần chia theo thì. Các bạn sẽ bật file thì đấy, file thì anh gửi cho các bạn rồi. Nhớ là các bạn đang học chia nên các bạn sẽ phải xem cái động từ thay đổi trong phần thì này sẽ như thế nào. Đây là phần mà phức tạp nhất trong việc thay đổi động từ. Thì các bạn sẽ xem cách thay đổi nó biến đổi khá nhiều. Thực ra khi các bạn chưa học thì các bạn khó, nhưng cuối cùng các bạn học các bạn sẽ thấy nó rất là dễ, vì thì nó không diễn đạt khó như chúng ta tưởng. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó như thế nào để mình biết thì dễ hay khó nhé. Nào thì các bạn sẽ là sự kết hợp của hai yếu tố thời gian và thể. Thời gian các bạn sẽ có bốn mốc thời gian một hành động có thể xảy ra được là hiện tại, quá khứ, tương lai và một mốc nữa tương lai trong quá khứ. Thì thực ra ấy, là cái mốc này nhiều bạn không biết nó là cái gì, nhưng mà anh sẽ giải thích cho các bạn. Ví dụ tương lai ở bây giờ thì các bạn sẽ nói dùng từ sẽ đúng không? Thì các bạn dùng will. Nhưng nếu khi các bạn kể lại một chuyện ở trong quá khứ mà nếu có xuất hiện chữ sẽ thì các bạn sẽ phải dùng chữ sẽ đấy ở dạng tương lai, nhưng mà tương lai ở trong quá khứ. Thì thực ra các bạn chỉ việc chuyển will về quá khứ của nó. Thì nếu bạn nào học động từ bất quy tắc rồi thì các bạn biết là quá khứ của từ will sẽ chính là từ would, nên các bạn dùng trợ động từ would ở trong quá khứ để tạo ra nghĩa sẽ. Thì đấy chính là tương lai trong quá khứ. Thể đấy các bạn sẽ có bốn thể, là thể đơn giản, thể tiếp diễn, thể hoàn thành và thể hoàn thành tiếp diễn. Trong đó thể hoàn thành tiếp diễn này là cái thể ít dùng nhất, các bạn có thể biết hoặc không biết tùy các bạn. Còn ba thể trên thì dùng sẽ nhiều hơn. Như vậy khi các bạn học thì các bạn sẽ kết hợp bốn thời gian với bốn thể, các bạn sẽ tạo ra 16 thì. 16 thì trong tiếng Anh, và phần lớn ở trong bên ngoài thì người ta dạy các bạn có 12 thì. Nhưng mà vì anh có thêm một mốc là mốc tương lai trong quá khứ nên các bạn sẽ học được thêm 4 thể nữa. À 4 thì nữa. Thì nó tổng ra là 16 thì. Bây giờ các bạn sẽ học cách học thì các bạn sẽ học cho từng thể một. Các bạn bắt đầu bằng thể đơn giản. Các bạn học ghép 4 thì vào là hiện tại đơn giản, quá khứ đơn giản, tương lai đơn giản và tương lai trong quá khứ đơn giản. Được chưa? Các bạn sẽ vẫn phải nhớ một điều cực kỳ quan trọng là dù các bạn chia theo cái gì thì câu của các bạn vẫn là ba câu, nhưng chỉ động từ là thành phần duy nhất các bạn phải thay đổi. Được chưa? Đó là việc chia, bởi vì chia là chia động từ nên câu các bạn sẽ phải dẫn phải giữ nguyên, chỉ động từ là thay đổi. Ở trong phần này thì các bạn sẽ có bốn thì. Thể đơn giản thì anh sẽ ký hiệu một động từ là do something, đấy là ký hiệu của động từ trong từ điển. Ví dụ các bạn có tra từ từ gì nhỉ? Can chẳng hạn. Họ không ghi lối nói ở đây nhỉ? Can này nó không ghi lối nói. Từ learn này. Đây thì khi các bạn thấy ở đây, ví dụ như đây tra từ điển các bạn sẽ thấy này. Khi ký hiệu do something là của động từ, còn nếu là to do something thì ký hiệu động từ nguyên thể mà có chữ to ở đằng trước. Đó. Thì các bạn phải đọc những ký hiệu này để các bạn biết do something là ký hiệu chung của một động từ, VI, VT, VL đều được. Và nếu thêm to ở đằng trước thì chính là động từ nguyên thể có cái chữ to ở đằng trước, như vừa rồi các bạn học ấy. Thì do something thì ký hiệu chung của động từ. Thì ở thể đơn giản này các bạn sẽ có bốn thì này: hiện tại đơn giản, quá khứ đơn giản, tương lai đơn giản và tương lai trong quá khứ đơn giản. Trong đó các bạn đã học được hai thì, là thì hiện tại đơn giản là một việc thường xuyên diễn ra, và các bạn chia của nó thì các bạn học cách chia. Thì hiện tại đơn giản chính là cái việc các bạn chia theo ngôi, ngôi ba là thêm s và thêm s. Phần này các bạn đã học chia ở thì hiện tại đơn giản thì động từ các bạn sẽ thêm s hoặc thêm s. Đây cái này các bạn đã học rồi. Thì thứ hai các bạn cũng học rồi này, thì tương lai đơn giản. Thực ra tương lai đơn giản chính là các bạn dùng trợ động từ will. Trợ động từ will này thì các bạn đã học ở phần dạng rồi. Đây, trợ động từ will diễn đạt nghĩa sẽ đây. Các bạn cũng học rồi. Nhưng thực ra là thì tương lai chính là chỉ là học mỗi trợ động từ will là xong mà. Là sẽ, là xong. Dạ, thì tương lai diễn đạt được nghĩa sẽ. Bây giờ các bạn sẽ học hai thì tiếp theo của thể đơn giản, là cái thì thông dụng thứ trong tiếng Anh có hai thì thông dụng nhất là thì hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ học thì quá khứ đơn giản này. Đó.
Thì khi động từ do something thì anh ký hiệu là did something, bởi vì quá khứ của do chính là chuyển về quá khứ, là did, ký hiệu chung của động từ quá khứ sẽ là did something. Thì bây giờ các bạn học cách chia thì quá khứ đơn giản, thì chia như nào sẽ có hai cách. Các bạn thêm đuôi ed hoặc các bạn học thuộc bảng từ bất quy tắc. Thì bảng động từ bất quy tắc là bảng nào thì anh đã cho các bạn trên link memorize rồi, yêu cầu các bạn sẽ phải học thuộc nó như bảng chương. Thì để bảng quá khứ đơn giản chính là bảng này, tức là khi một động từ ở quá khứ thì thay vì các bạn nói là I am a student, thì nếu các bạn nói, vì ví dụ như là bây giờ các bạn đang là sinh viên nhưng mà các bạn nói là năm 1995 tôi là sinh viên, thì việc là này ở quá khứ thì trong tiếng Anh người ta sẽ phải dùng, thay vì dùng be các bạn sẽ phải chuyển sang dạng quá khứ của be là was hoặc là were, tùy theo đại từ là gì. I, he, she, it thì dùng was, còn we, you, they thì dùng were. Và tương tự become thì chuyển sang quá khứ là became, begin thì quá khứ là began, buy thì quá khứ là bit, break quá khứ là broke. Thì cái cột hai này chính là cột quá khứ đơn giản và anh đã yêu cầu các bạn học rồi, học thuộc cả ba cột để cái cột quá khứ phân từ này các bạn sẽ học sau, dùng sau. Thì như các bạn luyện ở trên đấy, các bạn sẽ phải luôn luyện là ví dụ be, was, were, been, become, became, become, begin, began, began, buy, beat, bitten, break, broke, broken, bring, brought, bought, build, built, built, buy, bought, bought, catch, caught, caught, choose, chosen. Học thuộc như bản chủ chương luôn. Bảng này không có cách nào trốn cả. Các bạn muốn học tiếng Anh, các bạn không muốn học bảng này thì không có cách nào các bạn học tiếng Anh được. Nên bắt buộc phải luyện. Dù nó khó hay không nhưng mà nó, các bạn bỏ công các bạn luyện là sẽ qua đúng không ạ? Giờ các bạn xem cái phần chia của thầy quá khứ đơn giản này sẽ chia như thế nào nhá. Nào, quay lại ở trên này. Tức là động từ nếu mà nó nằm không trong bảng này thì các bạn là phần lớn là trường hợp thêm ed. Phần lớn động từ trong Anh là thêm ed ở quá khứ đơn giản. Và một số động từ thì các bạn sẽ học thuộc bảng động từ bất quy tắc. Thì bây giờ cách thêm đuôi ed này các bạn phải đọc đuôi ed này như thế nào? Đây. Trong trường hợp thêm bất quy tắc thì các bạn học thuộc rồi. Ví dụ như là I go thì sẽ chuyển thành I went ở trong quá khứ. I am thì bây giờ chuyển thành I was. I become thì chuyển trong quá khứ là I became. Cái đấy các bạn phải học thuộc rồi. Nếu không nằm trong bảng động từ bất quy tắc đấy thì trường hợp đấy là thêm ed. Thì thêm ed này các bạn sẽ có 3 cách đọc. Cách đọc thứ nhất, thêm ed đọc là tờ. Thì nó cũng giống như cái phần thêm s đọc là s ấy. Thì tận cùng bằng những âm này các bạn sẽ phải học là tờ này, tức là đọc mạnh. Thì các bạn thêm s thì các bạn nhớ là những trường hợp phải đọc là s, là trường hợp p này, f này, k này, t này, thì các bạn sẽ phải đọc s là s, còn lại đọc là z. Tương tự thêm ed thì cứ đọc, trường hợp đọc là tờ thì nằm trong bốn trường hợp, trong ba trường hợp này p, f, k. Những trường hợp âm đậm này thì đều đọc là tờ hết. Được chưa? Đó. Còn lại các bạn đọc là đờ. Đây ví dụ như các bạn có từ work kết thúc bằng k thì quá khứ các bạn sẽ đọc thêm ed là worked. Leave kết thúc bằng v 0,5 đến những âm phát âm mạnh các bạn sẽ đọc là lived. Được chưa? Còn trừ trường hợp âm 7, âm 8. Đây, trường hợp này. Thì các bạn sẽ phải đọc, các bạn khi thêm ed các bạn sẽ được đọc, sẽ được đuôi là TAD. Thì các bạn đọc là tịch và DAD các bạn đọc là định. Ví dụ want thêm ed các bạn sẽ được là đuôi này. Đọc là wanted. Need thêm ed các bạn sẽ được đuôi này là needed. Được chưa? Các bạn thấy nó hơi phức tạp một chút nhưng mà tiếng Anh là thứ tiếng mà cái từ nó bị biến thay đổi hình dạng. Nó hoàn toàn khác xa với tiếng Việt. Tiếng Việt của chúng ta không có từ nào bị thay đổi hình dạng cả, nên là nó khác rất xa so với tiếng Việt. Nên chúng ta không thể mang cái tâm lý dễ của tiếng Việt là chúng ta áp vào tiếng Anh được. Bởi tiếng Anh nó sẽ phải có những cái thứ nó thay đổi và các bạn sẽ bắt buộc phải học cái dạng thay đổi của từ đấy. Được chưa? Và việc này nó hơi vất vả một chút. Như vậy là tiếng Anh các bạn sẽ có, ở quá khứ các bạn sẽ có hai dạng biến đổi của động từ, là dạng biến động từ thêm ed và dạng biến động từ ở dạng bất quy tắc. Thì các bạn học thuộc bảng ed này thì có một số trường hợp đọc là t, phần lớn trường hợp đọc là d, còn ted thì đọc là tịch, ded thì đọc là địch.
Ok. Bây giờ sang sử dụng nha. Sử dụng thì quá khứ rồi đặt ví dụ nào. Rồi Thùy đặt thử cho anh một số câu trong tiếng Việt dùng thì quá khứ đơn giản. Tiếng Việt nhé, không phải tiếng Anh nhé. Vâng ạ. Đặt thử cho anh này. Thì là theo em một việc thế nào là việc ở trong quá khứ đó. Thì em viết để em đặt câu. Việc thế nào là việc xảy ra Quá trong khứ quá khứ? là những việc đã xảy ra rồi ạ. Kết thúc chưa? Và kết thúc rồi ạ. Cho anh vài ví dụ nào. Tiếng Việt không phải tiếng Ngày Anh. hôm qua em tiếng Việt, ngày hôm qua em đi học. Ừ, hôm qua em đi học đúng không? Tiếp câu nữa nào. Hôm qua cả gia đình em ăn cơm. Bỏ hôm qua thì hôm khác đi. Từ Tuần dùng trước cả gia đình em ăn cơm. từ tuần trước cả gia đình ăn cơm. Ừ. Thế tuần này gia đình ăn cơm nào. Vâng. Ok rồi. Câu nữa nào. Ngoái em đi du lịch với Ừ, bạn. năm ngoái em đi du lịch với bạn. Ok, đấy là những câu mà em dùng trạng thời gian chỉ quá khứ, đúng không? Em có từ năm ngoái, từ hôm qua, tuần trước. Bây giờ anh đố em khó hơn này, em đặt cho anh một câu mà em cho là việc xảy ra và kết thúc rồi nhưng không dùng trạng thời gian. Vâng. Xem tiếng Việt nhé. Mẹ em xảy ra và kết thúc rồi nhưng không được chạm vào. Mẹ em mua cho em à, mẹ em đã mua cho em một con gấu bông. Mẹ em đã mua cho em một con gấu bông. Tức là em dùng chữ đã thì báo này là việc ở quá khứ Vâng. hả? Hôm qua em dậy lúc mấy giờ? 7 giờ ạ. Thế sao dậy xong em làm gì? Dậy xong thì em ăn sáng ạ. Ăn sáng xong. Ăn sáng xong thì em học bài. Rồi mấy giờ em đi học? 8 giờ em đi học ạ. Ừ. Vừa nãy từ nãy giờ anh em nói là việc ở hiện tại hay việc ở quá khứ? Đấy là việc của cả quá khứ và hiện tại. À Không, chưa, anh hiện hỏi tại mỗi ngày và quá hôm qua em đi học lúc mấy giờ, em dậy quá lúc mấy khứ giờ? ạ. Việc ở quá Vâng. khứ đúng không? Vâng ạ. Em là người kể lại đúng không? Vâng ạ. Em có dùng chữ đã nào không? Không. Ừ. Nên việc đầu tiên anh sẽ phải lưu ý với các bạn, quá khứ không phải dịch là đã. Đó, như vừa anh kể một việc xảy ra thường, một việc bạn ấy xảy ra ở quá khứ và bạn ấy kể lại hoàn toàn đến nó tự nhiên nhá. Các bạn không dùng chữ đã. Và thêm nữa, nếu các bạn dùng chữ đã, các bạn sẽ thấy một cái vấn đề, một cái đoạn văn nó sẽ như thế này này. Hôm qua tôi đã dậy lúc 7 giờ, tôi đã ăn sáng, tôi đã đi học, tôi đã học bài. Các bạn thấy một cái bài mà đâu nó cũng chữ đã, nó rất khó chịu. Mà khi các bạn viết một đoạn văn mà bằng quá khứ mà các bạn cứ thêm liên tục chữ đã như vậy, các bạn đọc thử thì các bạn sẽ nghe giống như kiểu là ăn cơm cứ nhai một miếng để vào sạn, nhai một miếng để vào sạn. Chữ đã nó không phải là chữ dùng trong quá khứ, nên các bạn đừng dùng chữ đã ở quá khứ. Bởi vì thêm lý do thứ hai nữa là chữ đã là nghĩa dịch đặc trưng của thể hoàn thành, không phải là quá khứ. Nên ở đây nhân điều kiện ở đây bạn dịch câu bằng chữ đã thì anh sẽ cảnh giác với các bạn luôn này. Tuyệt đối không dịch thì quá khứ là đã, trừ có một vài trường hợp đặc biệt người ta sẽ dịch là đã để cái nghĩa của nó rõ ràng hơn, còn quá khứ tuyệt đối không dịch là đã. Và cái việc này anh gặp rất nhiều chỗ người ta dịch sai cái này. Nếu các bạn bắt buộc các bạn bỏ dịch đã quá khứ, các bạn cho cả một bài và cứ kể một đoạn văn ở quá khứ các bạn dịch là đã, thì các bạn sẽ thấy là cái độ khó chịu của khi các bạn đọc cái bài văn nó như thế nào. Nên là quá khứ không dịch đã. Quá khứ thực ra là việc chuyển của hiện tại về quá khứ. Hiện tại các bạn như thế nào dịch y nguyên ở quá khứ như thế. Ví dụ tôi đi học lúc 7 giờ, các bạn chuyển về quá khứ hôm qua tôi đi học lúc 7 giờ, chứ đừng dịch hôm qua tôi đã đi học lúc 7 giờ. Đó, thêm về quá khứ chỉ việc chuyển cái câu hiện tại về quá khứ, thay đổi thời gian đi là các bạn sẽ được câu ở quá khứ. Như vậy ở đây anh lưu ý với các bạn rất lớn là quá khứ tuyệt đối không dịch là đã. Bây giờ tuyệt đối không dịch là đã. Không có từ đã nhưng mà phải có trạng từ chỉ thời gian mới biết như Rồi, thế.
Trạng từ là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là trường hợp không có trạng từ chỉ thời gian. Các bạn sẽ thấy này, rất hàng ngày các bạn dùng cái thì quá khứ này nhiều lắm, các bạn không để ý. À, tao gặp con Lan ở chợ, còn tao nói chuyện một lúc, xong rồi nó người yêu nó đến đó, thế là hai đứa chúng nó chở nhau đi làm. Việc đấy xảy ra chưa? Xảy ra rồi đúng không? Các bạn kể lại đây, không có đã đấy. Thực ra hàng ngày các bạn gặp bạn bè, các bạn gặp đồng nghiệp, các bạn dùng thì quá khứ cực kỳ nhiều. Bởi vì các bạn phải kể lại mà, đúng không? Thì cái việc các bạn kể lại là việc xảy ra rồi, và đó là việc của quá khứ. Nên chính các bạn không để ý, bình thường các bạn dùng hai thì nhiều nhất là thì hiện tại. Còn khi các bạn bắt đầu kể chuyện, đấy là thì quá khứ. Và cái việc kể đấy là một đặc trưng, đặc quyền của các bạn nữ rồi, các bạn kể nhiều lắm. Nên các bạn sẽ dùng cái thì này phải cực kỳ nhiều. Cứ các bạn kể lại chuyện là việc của quá khứ. Bởi vì việc nó xảy ra, nó kết thúc rồi, các bạn mới có cái để kể lại, đúng không? Nên thì quá khứ này nó sẽ có hai cách dùng. Thứ nhất là có trạng thời gian, và thứ hai không có trạng thời gian. Là việc các bạn sẽ hiểu ngầm là nó xảy ra rồi. Bây giờ các bạn sẽ học cho anh một số trạng thời gian ở quá khứ. Hiện tại học xong rồi, không bàn tương lai học xong rồi. Không bàn bây giờ các bạn học thì trạng từ quá khứ này. Phát âm cho anh một số trạng nhá. Tuần trước này các bạn có cái đầu last này là trước này. Rồi các bạn có đầu yesterday này hôm qua này. Tiếp theo các bạn có đầu this là nay này. Đầu that là đó này. Đó. Và cuối cùng đầu ago là cách đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ học từng cái cụm này một, các bạn ghép vào thôi. Rồi, bắt đầu đọc nào. Nào, last week. Last week. Tháng trước này. Last month. Last month. Năm năm ngoái này, người ta không dịch là năm trước mà dịch là năm ngoái. Last year. Last year. Đêm qua này. Last night. Last night. Ngày hôm qua này. Yesterday. Yesterday. Cái này là trạng, các bạn sẽ vẫn thêm vào sau ba câu nhé. Sáng qua này. Yesterday morning. Cái tiếng Anh thì rất buồn cười, các bạn phải dịch này. Sáng trước xong đến dịch hôm qua, tức là đảo ngược lại. Người Việt Nam thì sáng trước sáng rồi đến hôm qua lại đứng sau. Tiếng Anh thì hôm qua lại là đằng trước. Yesterday morning. Yesterday morning. Chiều qua này. Yesterday afternoon. Yesterday afternoon. Tối qua này. Yesterday evening. Yesterday evening. Sáng nay này. This morning. Cái này các bạn học hết giống tương lai, nhưng mà thời điểm nói khác nhau, các bạn sẽ khác nhau. Ví dụ như bây giờ là tối, các bạn nói sáng nay tôi gặp Lan thì là việc quá khứ. Nhưng mà nếu bây giờ là sáng, các bạn nói là tối nay tôi sẽ gặp Lan thì là việc tương lai. Nên nhóm này giống nhau. This morning. This afternoon. This evening. Học rồi nên anh sẽ không phát âm nhiều nữa. Đó này. That morning. That morning. Chiều hôm đó này. That afternoon. That afternoon. Tối hôm đó này. That evening. That evening. Lúc đó này. At that time. At that time. Ago là cách đây. 3 days ago. Cách đây 3 hôm. Hoặc là 3 hôm trước. 3 days ago. Ok, cho các bạn xem lại toàn bộ trạng thời gian. Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu đặt câu. Họ nhà last trước nha. Rồi, xong hỏi cho họ check từ đây này. Họ nhờ this này. Họ nhờ that này. Rồi, là cậu. Rồi,
Thôi chị Mai đặt câu trước là mà mình từ từ. Chị Mai chưa học thuộc bằng từ bất quy tắc. Chưa đặt được. Thùy đặt cho anh câu nào. Vâng ạ. Nào. Sáng nay tôi gặp Lan ở chợ. Các bạn nhớ nhá. Từ từ. Câu của các bạn vẫn là như cũ này. Tôi gặp Lan ở chợ, giới cộng danh và thêm trạng từ sáng nay, trạng từ quá khứ. Sáng nay tôi gặp Lan ở chợ. Các bạn nhớ câu của các bạn không hề thay đổi, chỉ động từ là thay đổi. Đặt. I meet Lan at the market Nào, từ meet quá khứ của nó là gì? Thêm ed this hay là afternoon. bất quy Meet, tắc? bất quy tắc ạ. Quá khứ của meet là gì? Khóa khứ của meet là meet. Meet vẫn là meet Meet, à? met, met. Meet Matt. Rồi, Met. nhưng mà câu này lưu ý là gặp này là gặp tình cờ, nên em sẽ dùng chữ see chứ không dùng chữ meet. Meet là gặp có kế hoạch. Vâng ạ. See quá khứ của nó là gì? Xin. À, đọc cho anh ba cột xem nào. Chứ to từ này lại không biết rồi. Si song thì như là si song song thì phải. À, chưa học đúng So. không? Học chưa? Vâng ạ. Em cũng chưa. Về học nhá. Vâng ạ. Cái bảng này Vâng ạ. các bạn đã học tiếng Anh không làm thế nào các bạn tránh được cái bảng này, bắt buộc phải học nó. Đây nhìn đi, C đây. Mà si song xin. C so Vâng. xin. Rồi, sáng nay tôi gặp Lan ở chợ. See, I saw Lan at the market this afternoon. Sáng nay. Sáng nay Sáng à, chứ không phải this chiều. afternoon à, vâng ạ. I saw Lan at the market this Rồi phát âm cho anh từ chợ 3 lần. Market, hồi market. Market. morning. Ok. Rồi, Cảm câu ơn nữa. ạ. Ngày hôm... À quên. Thôi được rồi, để anh lấy ở đây vậy. Kéo xuống đây xong lại quên mất cái trạng từ. Kéo cái trạng từ đây. Rồi, tuần trước chúng tôi ở lại nhà cô ấy. Các bạn các từ đặt We nhá. stay. Stay này thêm ed hay là bất quy tắc? Stay này thêm ed, stay Stay gì? tịt. Stay Stay thêm ed, em tịt. đọc đuôi ed đấy là gì? Tịt, stay tịt. Tịt cái gì mà tịt, kết thúc bằng Dây tờ đâu mà tịt. Nào, CMD này đi. đọc là đờ, stay. Stay. TED mới đọc là tịt. Đặt Vâng đi. ạ. We stay Ở sáng nay cái gì nhỉ? Chúng tôi tuần trước chúng tôi ở nhà, ở lại nhà cô ấy. we stay it Lại stay được. stay it Nào các bạn lưu ý đuôi ED không đọc thì đừng có đọc. Đừng có đọc những cái đuôi linh tinh. Chỉ tờ hoặc là đờ hoặc tật đật chứ đừng có đọc những cái đuôi linh tinh, không ai chấp nhận được cái đuôi ấy đâu. ED là đọc là đờ, không đọc được chữ đờ này đừng có đọc bởi vì nó chỉ là phụ âm, nó không có âm thanh. Nên các bạn đọc nhẹ trong miệng nó gần như không có, coi là không đọc được. Đừng có đọc đuôi linh tinh, đọc lại đi. We stay there. Bây giờ lại stay there mất ạ. Đúng là vì không sao. We stayed her home last week. Nào stay là VI, sau đó phải dùng giới cộng danh. Stay with. Vâng ạ. Her At, stay at home thì bây giờ us home. Vâng ạ. We stay at home last week. stay at home là ở nhà cô ấy cơ. Ở nhà cô ấy. We stay her at home last week. Her at home là cái gì? Ở nhà của cô ấy ạ. Ở là at, nhà cô ấy là gì? At her home. Đặt lại đi. We stay at her home last week. Rồi tiếp.
Nguyệt à, từ 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 xuống đoạn dưới này đi, đội bên dưới này chưa đặt. Nào anh Quốc đặt thử cho anh xem nào. Chiều qua chúng tôi lấy động từ ở đâu bây giờ nhỉ? Chiều qua chúng tôi đến thăm cậu ấy. We meet. Đến thăm. À, we visited. We visited. We visited her yesterday afternoon. Rồi anh đặt lại. We visited her yesterday afternoon. Rồi tiếp. Câu ấy sao kỳ kỳ thế? Phải chiều qua mà có we be là cái gì ta? Chiều qua là cái gì ạ? À? Mà cái anh Quốc anh bảo là we be this visited đấy. Sao có từ be ở đấy ạ? Đâu nhỉ? Đến thăm là visit đi đấy. Visited. Vẫn anh nghe từ be không à? Từ be xong mới đến từ visit rồi thế. Không có, không có be. Đêm qua tôi ngủ ngon. Từ từ từ, anh biết ngủ ngon là gì không? Ngủ ngon á. Ngủ là sleep, ngon anh dùng từ. Rồi. Chắc là good hoặc là good chứ nhỉ? Sleep là VI. Sau VI phải dùng tính hay là trạng. Sau VI thì dùng trạng. Thế là phải dùng good hay well? Well. Đúng rồi, sleep well là ngủ ngon. Bây giờ anh nói là đêm qua tôi ngủ ngon, anh nói như nào? I slept well. Sai, sleep quá khứ không phải là thêm ID. I sleep well yesterday. Sleep quá khứ là bất quy tắc. Anh sẽ phải học thuộc dạng của nó. Nếu anh chưa thuộc, anh không biết từ đấy đâu. Thế thì không biết, chưa học đến sleep đâu. Rồi, thế thì xem vậy. Mọi người cố gắng học hết cái bảng này đi nhá. Sleep rồi, đây. Slept. I slept well yesterday tonight. À, đêm qua. À, yesterday night. Yesterday night đâu? Đêm qua là last night. Trời ơi. Đây. Ồ. I slept well last night. Ok, rồi tiếp. Uyên có đặt được không Uyên? Rồi, Uyên không thấy ý kiến gì, Hậu đặt ra nào. Các bạn thao tác nhanh nhá. Anh không thấy bật mic này, anh chuyển sang người khác đấy. Rồi, Quân đặt nào. Trước tối hôm qua chúng tôi ăn tối ở đây. Tối hôm qua chúng tôi ăn tối ở đây. We. Nào bạn nào đang đặt đấy? Để bạn Quân bạn đặt đi, bạn nào đang bật mic bạn tắt mic của anh. Quân đặt tiếp em. We eat the nào nào eat không phải là thêm ID. Để em xem mà. Nhưng anh em mà lại cái bảng được từ bắt quy tắc này em có đọc qua đến khó nhớ. Anh cũng em đọc em không phải nhớ được đâu, em phải luyện. Đọc làm sao mà nhớ được, anh còn phải luyện nữa, các bạn cùng luyện làm sao các bạn nhớ. Không, ý là em luyện trên cái bảng kia nhưng mà tại vì thứ nhất là nói nhanh quá không kịp nghe với cả nó chẳng nhớ vào được ấy. Em luyện theo em lặp đến khi nào em nhớ được, không nhớ em lại phải ôn lại, đến khi nào nhớ chỉ có cách đấy không?
chỉ có cách duy nhất không thuộc ôn lại đến khi thuộc thì thôi. Anh thì anh chỉ có cách vậy, còn anh không hướng dẫn các bạn mẹo luật gì cả. Chỉ có làm cần cù lao động thôi. Em đặt tối hôm qua chúng tôi ăn tối ở đây. We ate here last nào, night. Bữa tối đâu? Ăn bữa tối đâu? Ăn là ít là bữa tối là gì? Này. Này là ban đêm em ăn được ban đêm em ăn bữa tối chứ sao em ăn được ban đêm? Afternoon. Lại chiều. Bữa tối là dinner. Tối. À, dinner là bữa trưa. Dinner lunch là bữa trưa. À, ok. We ate dinner here. Tối hôm qua. Yesterday. Yesterday gì? Yesterday night. Đây là đêm, không có từ yesterday night trong tiếng Anh. Last night nó đã đêm qua rồi, tối hôm qua là yesterday evening, trên màn hình vẫn để thế. Ok, ok, để em bật lại. We ate dinner here yesterday afternoon. Rồi, tiếp. Chiều nay tôi... chiều nay tôi... Từ từ anh tìm động từ đã. Chiều nay chúng tôi chiều nay họ chơi ở đây. À không, chiều nay tôi nói chuyện với Lan. Tôi nói chuyện. Đừng có talk Lan nhé. Vừa nãy em dùng để nói chuyện rồi nhé. Em đang định nói từ talk. À, talk thì đúng rồi nhưng mà đừng có talk Lan. Talk là với y kìa. Đặt đi. Để em xem có này có phải bất quy tắc không. Đây là có quy tắc thì mày đi. Rồi. I talked. Lại talked. Talk này thì mày đi đọc là tờ, talk cờ tờ, không đọc được gì rồi, đừng có đọc linh tinh. Talked with Lan yesterday. Chiều nay. Yeah, in evening. Ông học từ vựng này em không đặt được câu rồi nhé. Chịu khó học từ đi. Chiều nay đây này. Chiều nay it. This afternoon. This afternoon. Đặt lại câu đi. I talked with Lam this afternoon. Rồi Phúc đặt cho anh. À từ 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 từ. Rồi. À, đấy là loại có động từ à, có gì nhỉ? Từ chỉ quá khứ. Bây giờ anh sẽ đặt một số câu không có quá khứ. Phúc đặt cho anh đây này. À, không có quá khứ tức là các bạn kể lại. À không có chặng thời gian các bạn. Tức là các bạn kể lại một việc. À, ở phần này nó chưa có từ từ nối nên là hơi khó. Anh sẽ cố nghĩ ra nào. Nào cô ấy đến đó một mình. Nhưng mà cái đấy thì quá khứ là gì? Em thấy nó giống như hiện tại. Ừ, thực ra nếu em kể lại câu này cũng có thể là hiện tại được nhưng mà làm nào để cho nó rõ nhỉ? Rồi cô ấy. Thì anh chuyển sang câu khác cho nó rõ hơn, quá khứ hơn nhé. Câu này thì hiện tại cũng được. Cô ấy gì nhỉ? Cô ấy rời khỏi Hà Nội, từ rời khỏi. À, cô ấy rời khỏi đây. Cô ấy rời khỏi đây một mình. Việc này là quá khứ hiện tại. Quá khứ. Ừ. Em đặt đi, từ rời khỏi em biết là gì không? Chưa. Ok, từ rời khỏi. Rời đi là leave. Leave đúng không?
Đây, cho em gọi đây. Leave. Leave, left, left. Cô ấy rời khỏi đây một mình. She left. She left. Một. Đây đã. Người. Đây, stay. Stay nào. Hết VI rồi, còn từ stay gì nữa ở đây? She left. Một mình. Alone. Em từ đây thì em she dùng left nào? Alone. She left alone. Đấy là mới cô rời đi một mình thôi. Cô rời khỏi đây một mình thì nói như nào? Rời khỏi đây. Cô ấy rời khỏi một mình. Các bạn yếu từ, các bạn phải luyện từ đấy nhá. Anh không học từ hộ các bạn được, anh có thể dạy cho các bạn cách câu chứ còn từ vựng anh đã nói cho các bạn cách luyện rồi. Các bạn không dành thời gian cho nó, các bạn sẽ rất là mệt với việc học tiếng Anh. Từ đây đây này. Trạng từ đây. Vâng. Thì sau 3 câu các bạn dùng đến trạng hoặc là dụng danh. Rồi em đặt she left here. She left here alone. She left here alone. Rồi cô ấy đóng cửa để đi ngủ. Cô ấy đóng cửa lại để đi ngủ. Việc này xảy ra chưa? Rồi. Từ đóng là gì em biết không? Close. Close thêm ed biết đọc là gì không? Close the. Close. The. Close kết thúc bằng âm z. Đọc được ed sẽ đọc là the. Close. Close. Còn không đọc thì thôi, đừng đọc. Đọc như nào nhỉ? Đọc như nào? Ed á. Vâng. Mười close ed. Đây trừ những âm vàng này ra thì còn lại sẽ đọc ed là gì nhỉ? D hết. Đây close kết thúc bằng z. Đọc là close the. Close. Đọc đi. Ồ, bị ao. Cô ấy nắm cửa. Câu tiếng Việt là gì anh? Cô ấy đóng cửa để đi ngủ. She closed. Cửa là door. She closed door. Go. Go to sleep. Nào, close gì? Đóng cửa là gì ạ? Close cửa là door. Door. She closed door. Door là C. Door. Close the door. À, go sleep. Close the door. Go the sleep. I go close the door. Để đi ngủ. To sleep. Đi ngủ. To go sleep. Gì? Đặt lại cái câu cho. She closed the door. Go to sleep. To go to sleep. Động từ thứ hai. To go to sleep. Rồi. Thầy thầy cho hỏi, trong câu này có hai động từ, chia có một cái thế ạ? Trời, học từ nãy giờ họ hỏi họ lại cái câu cơ bản thế này. Tại trong một câu đơn giản ngoài động từ chia thì động từ còn lại dùng to. Bạn ấy dùng là close là chia rồi, thì động từ go sẽ là to go. Tiếp giờ các bạn xem cho anh gần hết giờ rồi này. Anh hỏi tí được thầy ơi. Vâng anh hỏi đi. Anh hỏi rằng là có phải nhớ, anh nhớ không nhầm có phải là sau cái tu luôn giữ nguyên thể đúng không? Đúng rồi anh, tu không go, chia đúng không? Tu go nó gọi là động từ nguyên thể có tu. Nhưng mà ý anh bảo là có phải rằng là tu sau tu thì tất cả động từ đều nguyên thể không? Sau tu. Nếu là động từ vâng, thì tất cả đó. Các động từ đều là nguyên thể hết. Ờ. Okay, nó gọi động từ nguyên thể có tu tức là sau tu động từ bắt buộc là nguyên thể. Cứ từ gồm có cả tu và động từ đấy thì nó gọi là cái cụm đấy gọi là động từ nguyên thể.
Ok, cảm ơn thầy. Vâng. Rồi, ở đây gì nhỉ? Ít thời gian có nhỉ? Rồi bây giờ các bạn sẽ lưu ý cho anh này. Khi học về thì tương lai trong quá khứ này buổi sau anh sẽ nói nhé. Nó đơn giản thôi. Bây giờ các bạn sẽ đặt lẫn cho anh câu 3 thì này. Hiện tại, quá khứ và tương lai. Hiện tại các bạn sẽ thấy ở đây sẽ lưu ý này, chỉ có tương lai nghĩ sẽ, còn hiện tại với quá khứ thì việc đấy là việc không có sẽ nào cả. Việc hiện tại thì thường xuyên, còn việc quá khứ thì xảy ra rồi, việc tương lai thì nó sẽ. Ba cái việc này trước. Đấy, tức là không có sẽ thì chỉ có hiện tại và quá khứ, đúng không? Hiện tại hoặc quá khứ thì các bạn xem là việc thường xuyên xảy ra hay việc xảy ra rồi. Rồi, bây giờ bạn đặt từ cho anh nhá. Các bạn nào yếu từ các bạn phải về luyện tích cực, luyện từ vào không là khó đấy. Huyền đặt thử cho anh xem nào. Cô ấy nói tiếng Anh giỏi. Em cứ đặt sai anh sẽ bắt được định thử còn đúng thì thôi. Cô ấy nói tiếng Anh giỏi. She spoke English well. Em dùng ở quá khứ à? Việc này xảy ra bây giờ hay xảy ra ở quá khứ? À rồi, vâng mọi người. She speak English well. Chia động từ ra, she thì phải speak thêm s vào hiện tại mà. Thêm s. Speak. À. She speak English well. Ok. Hôm tôi làm việc đó sáng hôm qua. Sáng hôm qua tôi làm việc đó. I do. Nào nhỉ, chết rồi. Tôi làm việc đó. Làm là đu, quá khứ là gì? Sáng hôm qua là quá khứ đúng không? Sao? Rồi. Có cái gì? Do Nào, việc đó là ít. Câu này em chẳng biết làm thế nào. Rồi, thế cho bạn khác đặt nào. Thùy đặt thử cho anh xem nào. I did the work I yesterday morning. I did it thôi. Các bạn việc đó hay việc này các bạn cứ tạm thời dùng cái it. I did it. Did it yesterday morning. À, chúng tôi sẽ ngày mai chúng tôi sẽ đến sớm. We will come a came. We early early ngày mai tomorrow. Là We will come early ừ, bây giờ đúng là câu vừa nãy bị sai nhé. Cô ấy tomorrow. chạy nhanh. She runs Nhanh là fast. fast. Đặt lại. She runs faster. Cô ấy chạy đến đó với bạn trai cô ấy. She runs À không, không, cô ấy chạy tới tới cho bạn trai cô ấy. came Run không phải with came nữa. she runs to came Lại to to came nữa. come Nào, không cần dùng to to come come, có giới từ tới này, đến là giới từ gì? đến là come. Giới từ cơ, run là với y rồi thì em không cần dùng đến động từ thứ hai với nghĩa tới đến, có giới từ tới đến mà. Tới đến chả nhớ Trời ơi, các bạn không chịu học từ vựng à? Đây là từ vựng học rồi, không phải là từ vựng mới. Giới từ đâu nhỉ? Mới thì anh còn không kể. Đây, giới từ tới đến đây. Cô chạy tới runs bạn.
To come with boyfriend. Tại sao lại to come? To là tới, giới cộng với danh, bạn trai cô ấy nữa là xong. To boyfriend. Bạn trai cô ấy. To her boyfriend. Rồi, bây giờ thì câu này thì nào? Dạ. Thì nào, câu này thì nào? Câu này là ở thì khóa hiện tại đơn. Tức là việc xảy ra bây giờ hả? Cô ấy chạy tới đến thì đang chạy. Chắc là anh chắc không là có chữ đang thấy thì đang nói luôn. Anh không có chữ đang, em phải tự suy ra. Anh chỉ có cô ấy chạy tới chỗ bạn trai cô ấy thôi. Quá khứ ạ. Ừ, việc này là quá khứ. Còn chữ đang nó lại là việc khác. Đấy, anh không có chữ đang. Việc này xảy ra quá khứ, việc này kể lại. Em đặt thôi. Vâng ạ. Ví dụ cô ấy chạy tới chỗ bạn trai cô ấy rồi cô ấy ôm cậu ta chẳng hạn. Đấy là việc quá khứ, nó sẽ rõ hơn. Nhưng vì các bạn chưa học câu dài nên chưa đặt được. Vâng ạ. Đặt lại đi. Quá khứ của run là gì? Vẫn là run ạ. À, run. Run luôn ạ. Trời ơi, bảo các bạn học bao nhiêu lâu rồi không ai chịu học. Đây, run quá khứ đây. Run. Ran. Ran. She runs. Là không to... có sờ. Đã chia quá khứ còn sờ cái gì nữa. À vâng ạ. She ran to her boyfriend. Ok, rồi. Tiếp. À, Huyền Trang đặt cho anh thử vài câu này. Cô ấy thường đọc sách ở trong vườn. Để nói to anh một chút, anh không nghe rõ. Bây giờ anh nghe rõ chưa ạ? Vẫn vậy. Em mở loa cỡ. Bây giờ nghe sao rồi ạ? Ừ, thôi được rồi, cố gắng nghe vậy. Em đặt đi. She usually read book in the garden. Ok, cô ấy thường đọc sách trong vườn. Cô ấy đọc cuốn sách đó trong vườn nhà tôi. She read. Việc nào, 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 việc này hiện tại hay quá khứ? Quá khứ ạ. Ừ, thế quá khứ của read là gì? Read, read, read. Đây. Cô ấy đọc cuốn sách đó trong vườn nhà tôi. She read the book in my garden. Ừ, in my garden. Tôi sẽ tôi sẽ gì bây giờ nhỉ? Tôi sẽ không quên em. À, anh sẽ không quên em. Không quên đây. I don't forget. Nào, sẽ không. I will not forget me. Em. Quên là forget, không forgive. I will not forget me. Cái gì? Forget him? Forget me. Thế là tôi sẽ không quên tôi à? You will not. Nào, forget. Anh sẽ không quên em. Đây là người con trai nói. Thế anh yêu em nói như nào? Anh yêu em nói như nào? I love you. Ờ, thế anh sẽ không quên em mà lại đổi ngang ngôi được. I will not forget you. I will not forget you. Ok. Buổi nay các bạn sẽ dừng ở đây. Các bạn bạn nào yếu thì phải học từ vựng đấy nhá. Anh hỏi nhờ tí được không thầy ơi? Vâng, anh hỏi đi. Tại sao cái thằng động từ giết ấy, đọc ấy, nó ba cái ngôi nó giống nhau mà đọc nó lại khác nhau nhỉ? Cái phần đấy là đặc điểm của tiếng Anh, tức là giữa phiên âm và mặt chữ nó không có liên quan đến nhau. Nó một thằng là read nhưng hai thằng còn lại này là read, 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 read. Nó không có liên quan đến nhau cả đâu. Nên là mình không có cái cách nào để mình quy định cái việc là thằng này phải phát âm như thế này, thằng này phải phát âm như kia. Tiếng Anh nó không đánh vần. Cái này em nói rõ từ buổi đầu rồi, nên là không làm thế nào mà quy định được là
từ này phải phát âm như nào, từ nào phát âm như nào là từ điển nó quy định, và mình là người học mình phải phát âm theo, mình không quy định được cách phát âm của nó. Thế thì gần như là nó ví dụ như, bởi vì hồi xưa anh cũng lăn tăn về khi mà mình có phát âm thì mình rất là dễ đọc đúng không? Vâng. Nhưng mà nếu giả sử như mình đọc một cái bài văn nhé, hoặc đọc một cái bài báo chẳng hạn, mình chưa biết từ đấy thì gần như là mình sẽ không biết đọc, cho dù đấy là cái từ gì nữa đúng không? Đúng rồi, còn như thằng tiếng Việt thì nó đánh vần, nhìn chữ là nó đánh vần được, cái tiếng Anh thì nó lại không đánh vần được. Đúng rồi. Rõ ràng là tiếng Việt mình học rất là đơn giản, bởi vì tiếng Việt mình đánh vần được, mình học thuộc bằng những cái là mình đọc được hết. Nhưng tiếng Anh thì lại không có chuyện đấy, phải từng từ mình biết cách đọc thì mình mới đọc được một cái bài văn. Đó, nên là tiếng Anh cái chuyện đọc của nó rất là phức tạp. Nên theo quan điểm của em thì tiếng Anh không phải là thứ tiếng hay, nhưng nó là thứ tiếng phổ thông nên bắt buộc phải học thôi. Thứ tiếng hay là học được bảng chữ cái, phải đọc được toàn bộ thứ tiếng đấy thì nó mới có giá trị của bảng chữ cái. Nhưng tiếng Anh cái bảng chữ cái không có giá trị gì ngoài việc là nó báo là số lượng từ, đấy là số lượng chữ cái có trong tiếng Anh, thì còn nó không thể dùng để phát âm được. Đó, nên là mình chịu. Đây này, ví dụ anh nhìn từ here này, đây là H-E-A-R nhé, bên này viết cũng lại là H-E-A-R, nhưng mà lại đọc thành hớt này, tức là âm nó đã biến đổi từ âm I thành âm Ơ rồi này. Đó, nó khác nhau hoàn toàn đây này. Ok. Đấy, nên mình không quy định được cái đấy, hoặc với là cái từ... Anh hỏi thêm một chút là anh đang muốn rằng là không biết là Thành có bảo mật ở mức gì không, cái clip của mình ấy. Vâng. Thì có thể gửi cho bọn anh cái file được không nhỉ? Bởi vì là thỉnh thoảng bọn anh nghe offline, chứ còn cái nghe cái file mà... video ấy anh. Ờ đúng rồi. File video anh tải xuống thôi. Bởi vì em nếu mà từ... em gửi file gốc nó nặng lắm anh ạ. File gốc nó mấy ghi cơ. Còn file tải anh chỉ mất mấy chục mê thôi, nên là anh tải trên mạng, tải trên YouTube xuống mà anh dùng anh nghe offline được mà. Ok, thế thì để anh xem lại cách tải trên YouTube. Cách tải thì dễ mà anh vào tải, cái trang tải trên YouTube thì, có tải được MP3 mà anh, tải được MP3 mà. Ok. Anh có thể tải, đúng rồi, anh có thể tải được MP3 cũng được, anh tải video cũng được. Nó có công cụ tải, nếu anh không biết thì anh nhắn em Facebook, em gửi cái đường link để anh tải. Em chỉ cho okay, anh. Ok, ok. Rồi thế mọi người, hôm nay kết thúc ở đây nhé. Buổi sau các bạn sẽ học nốt về thể tiếp diễn và hoàn thành. Bạn nào học từ mới yếu thì tự luyện từ mới, còn bạn nào mà chưa học thuộc bảng bất quy tắc thì học bảng bất quy tắc, link để anh gửi hết rồi. Các bạn phải chịu khó nhé. Từ vựng là cái thứ cuối cùng, là thứ mà quan trọng nhất khi sau này các bạn dùng tiếng Anh. Chỉ còn duy nhất từ vựng là thứ quan trọng nhất thôi. Còn câu các bạn sẽ không quan trọng, đến lúc các bạn dùng sẽ không quan trọng đâu. Nên là từ vựng các bạn phải chuẩn bị cho kỹ. Rồi các bạn lưu ý nhá. Nay chúng ta nghỉ ở đây nhá. Chào các bạn. Vâng, thầy. Ok, cảm ơn. Chị Mai nhớ luyện nhá. Trời ơi, trật tự cho Thúy ơi. Vâng ạ. Ừ. Em có chụp màn hình ông gửi chị, cái chị không tải được.